Kính chào mọi người nha. Hôm nay thì mình dắt mọi người ra chỗ tàu. Cái chỗ này là nhà trên mặt nước với nơi cho tàu. Mọi người thấy không? Đó. Đẹp ghê. Xem té. Ai muốn mua nhà ở đây á thì hưởng. Đây là cái căn nhà này á, là chỗ người ta để người ta mua bán nhà. Mình thấy không? Đây là những căn nhà mà người ta sống trên mặt nước, giống như bên Việt Nam mà người ta sống trên ven sông á, sông ven sông Sài Gòn á, thì đây nó cũng giống vậy. Nhưng mà đây nó xếp tì hơn và nó không cho mình vô. Có những người nào sống đây nó mới được vô thôi. Mọi người thấy không? Một căn như vậy á là khoảng chừng 300 đến 400 ngàn. Nó khoảng chừng 300 square feet cho tới 400 500 square feet, nó có bự. Cái này mà ai mà có dư á, mua để mùa hè ra đây chơi vui lắm. Cái này á, nó bên kia là Queen Anne nha mọi người. Nó là cầu này 99. Đằng kia xa xa là trường đại học du đắp á. Đa số là dân du học vô đó học nhiều. Trường du đắp. Mọi người thấy không? Ok. Cái này có vậy á, cũng mùa hè vui lắm á, hoành tráng lắm á. Mùa hè là du thuyền nó tập trung về đây nè. Cái chỗ này á, là lát dương nhành nè. Xéo bên kia là chỗ con Bill Gates á, nó gọi là Melinda, là cái khu của con Bill Gates. Mà cái sông lát dương nhành á là nó chạy khoảng chừng một một hai mai hay là bao nhiêu cây số, 2 3 cây số nữa là tới nhà ông Bill Gates á. Chỗ này mắc mỏ lắm. Ở đây không biết có thấy Space Needle không? Mọi người coi. Mọi người thấy xa xa cái city đằng kia là thành phố Seattle nha. Mọi người nè. Nó làm những cái building đó của ông Bill Gates nắng á. Đã lắm. Ai có tiền ra đây mua nha mọi người. Ở đây á, ở ven sông không có nghèo nha. Đây là tiền dư người ta mua người ta ở, người ta dưỡng già hay là mùa hè thôi. Không phải nghèo mà ở đây. Ok, xin chia sẻ cho mọi người nha mọi người. Ở đây đó, nhà trên sông không có bán trái cây nha, không có buôn bán gì ở trên nha, chỉ để đỡ thôi. Ok, bye bye mọi người, bye bye.